Ngày 4 tháng 4, Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2016 và thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2020 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị báo cáo hợp tác của hai thành phố trên 14 lĩnh vực thu hút đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thông tin truyền thông, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, lao động, việc làm, tài nguyên môi trường. Giai đoạn 2009-2016 có 47 dự án đầu tư của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Tiền Giang. Trong đó có 4 dự án trong khu công nghiệp, 43 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng mức đầu tư đăng ký là 13.379 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo vốn đầu tư thực tế của dự án đến nay là 5.423 tỷ đồng, nghĩa là so với tổng kết vốn đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì nguồn vốn giải ngân tính đến nay chỉ đạt 45,01%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020.